trong gà tổng không các bạn. Trời ơi, sếp gì mà có quá trời điện thoại xịn luôn. Vậy mà ngày hôm qua tôi mới mượn có một cái đi chụp hình. Vậy lên gạch lên, không cho. Biết, không thèm mượn nữa. Tôi chơm luôn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 điện thoại có camera đỉnh nhất hiện tại nha. Rồi, thì đầu tiên một chiếc điện thoại mình như cực kỳ là ấn tượng và đam mê mấy ngày hôm nay đó chính là con Oppo Find X3 Pro. Trên TikTok của Gen Z thì Nhi cũng đã từng giới thiệu cho các bạn rồi, một tính năng cực kỳ là độc đáo và đặc biệt trên điện thoại. Thì ngày hôm nay Nhi sẽ nhắc lại cũng như là chi tiết hơn cho các bạn nha. Thì đây là một chiếc điện thoại mới ra mắt của nhà Oppo và phải nói cái cụm camera của em này không coi thường được đâu. Theo như thấy thì đây là một thiết kế rất là mới lạ với hai cảm biến Sony IMX766 được tùy chỉnh dành riêng cho Oppo. Thì cụ thể camera chính của nó có độ phân giải là 50MP và camera góc siêu rộng cũng là 50MP. Còn camera của Oppo Find X3 Pro cho khả năng zoom quang học lên 3x. Mà khi mà chúng ta cứ zoom ra như thế này, hình ảnh nhìn vẫn rất là nét. Các bức ảnh chụp từ camera sau của Oppo Find X3 Pro có màu sắc rất là đặc biệt nè. Chất lượng thì phải nói là không hề thua kém với những chiếc smartphone có camera đỉnh cao trên thị trường đâu nha. Camera góc siêu rộng của nó cũng cho ra những bức ảnh chất lượng cực kỳ tốt nè. Và cuối cùng là cái điểm ấn tượng nhất trên cụm camera của con Oppo Find X3 Pro này, đó chính là camera kính hiển vi 60x. Phải nói đây là một sự xuất hiện hiếm hoi trên các dòng smartphone. Và các bạn có thể thấy là cái kính hiển vi này chúng ta có thể soi được tận sâu vào các bề mặt vật thể như là quần áo rồi các bề mặt khác, rất là xịn sò luôn. Rồi, còn đây, khỏi cần nói thì các bạn cũng biết, đó chính là Samsung Galaxy S21 Ultra. Thì anh Thuận Nguyễn cũng đã dùng con này chụp rất là nhiều lần trong Sài Gòn Photo nè. Và phải công nhận là hình ảnh của nó rất là chất lượng luôn. Camera của con này cực kỳ là tốt với cụm camera chính là 108MP. Và các bạn có xem mấy clip gì mà chụp lên tận mặt trăng không? Đấy, chụp bằng con S21 Ultra chứ đâu. Vậy mới nói khả năng zoom 100x của con này là đỉnh cao đấy các bạn ạ. Ngoài ra thì cụm camera của nó được thiết kế siêu to luôn, nhìn vào là nhận dạng được ngay. Với mỗi cam đều sở hữu những thông số đáng mơ ước thì S21 Ultra dư sức mang đến những bức ảnh có màu sắc tươi tắn, sắc nét. Ngoài ra, khả năng quay video của con này cũng cực kỳ là ngon. Với quay chống rung nè, rồi có cả quay video 8K tốc độ 24fps và 30fps nữa. Quá là xịn luôn. Rồi thì em tiếp theo đó chính là iPhone 12 Pro Max. Khỏi phải nói thì chúng ta không thể nào phủ nhận được cái chất lượng camera trên các con iPhone, mà đặc biệt là iPhone 12 Pro Max. Hồi trước anh như có nghĩ là một cái điện thoại chụp hình đẹp là camera của nó phải có số megapixel cao. Cho đến khi gặp iPhone 12 Pro Max thì chỉ có 12MP thôi, nhưng mà chất lượng ảnh của nó thì không thua kém gì những cái con mà Nhi vừa kể ở trên đâu nha. Chất lượng ảnh chụp trên 12 Pro Max cực kỳ là rõ nét luôn, màu sắc tương phản cũng rất là ngon, khả năng xóa phông ở mức thượng thừa rồi. Và các bạn có để ý không? Các dòng iPhone có khả năng tương thích với các app chỉnh ảnh và chụp ảnh bên thứ ba cực kỳ tốt, nhìn đẹp hơn hẳn nhiều dòng Android, và đương nhiên iPhone 12 Pro Max dư sức làm điều đó. Và không phải tự nhiên mà đa số các nhiếp ảnh gia hay là những bạn đam mê sống ảo luôn cân nhắc đến việc lựa chọn chiếc iPhone 12 Pro Max này đâu nha. Và đề cử thứ tư đó chính là Xiaomi Mi 11, vẫn là một thông số đáng kinh ngạc, 108MP cho cụm camera. Thật không quá lời khi nói Xiaomi Mi 11 chính là phép màu điện ảnh. Cụm camera của em nó được thiết kế rất là đẹp, đó là theo cá nhân Nhi nha. Ở con máy này thì có rất là nhiều tính năng chụp ảnh, và điều quan trọng là hình ảnh cho ra cực kỳ chi tiết và sắc nét. Kể cả khi chúng ta chụp ảnh trong điều kiện ngược sáng hay là thiếu sáng, hình ảnh của nó vẫn nhìn rất good job. Nói tóm lại thì khả năng chụp ảnh trên Xiaomi 11 giống như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp mà ai cũng mong muốn sở hữu. Và cuối cùng là Vivo X60 Pro. Ủa, không phải con này. So với những chiếc máy nãy giờ Nhi kể thì Vivo X60 Pro có phần lép vế hơn một chút về thông số camera, nhưng vẫn phải nói là không coi thường khả năng chụp ảnh của con này được đâu. Ảnh chụp đêm trên chiếc máy này được xử lý AI rất là tốt. Ngoài ra thì có rất là nhiều tính năng xịn sò như là chụp phơi sáng rồi zoom quang học các thứ cũng được tái hiện trên con Vivo X60 Pro này cực kỳ là chuyên nghiệp luôn. Màu sắc tạo ra rất là tươi và nhìn rất là nịnh mắt. Và một lời khuyên cho các bạn đó chính là rất đáng để mua em Vivo X60 Pro này nếu như các bạn là một người thích chụp ảnh. Đấy, mặc dù là vừa rồi có một vài con không có sẵn ở đây, nhưng mà Nhi cũng đã bonus thêm cho các bạn để chúng ta có thêm một top 5 hoàn hảo về những smartphone có camera đỉnh nhất hiện tại. Các bạn nghĩ sao về những chiếc điện thoại vừa rồi? Hãy để lại comment nha. Và đừng quên là like, share, đăng ký kênh của Gen Z. Còn bây giờ thì Nhi phải đi trả máy cho gà tổng này, mất công bị phát hiện rồi bị la. Bye bye.